Chào cả nhà, tiết chị là tiết lai bộ hung cô tông mạnh nha cả nhà ơi. Lâu lắm rồi không có đồ của tông mạnh à, ngày hôm nay có đồ đẹp giá rẻ nha khách. Bộ tiết mặc là quần lở chín tấc. Đang mặc 40 cho đến 52 kg. Chị nhận được 1.600.000 anh Thư Trần Thị. Rồi, bộ mặc 40 cho đến 52 kg size XL và cái này là quần lở chín tấc. Đây cả nhà. À, chín tấc thì tiếp gặp lở XL nhỏ nhất 40 đến 52 kg. Vàng lở XL. Vàng lỡ 2X, cái mẫu này là tí có nhiều màu cho nên tí lên trước cho mọi người chốt ha. Đây cam lỡ 2X đây nè cả nhà ơi, mẫu này thì tí có nhiều màu nè, có nhiều màu cho mình nha. Quần chín tấc thì tí đập là quần lỡ 2X là 52 đến 57 kg, tí còn đang mặc là XL, XL nhỏ nhất 40 đến 52 kg. Rồi dơ màu lên nha, cái mẫu này chỉ có nhiều cái dơ nha mọi người. Xám lỡ XL. Nó màu tha hồ tốt, thế là xanh, xanh đen xanh lỡ XL. Rồi, cam lỡ XL và cái mẫu này nó chỉ có size nhỏ thôi, không có size to. Rồi, cái này là cam đậm lỡ XL, đủ màu cho mình. Lá lỡ XL. Đen lỡ XL đây, đủ màu nha mọi người nha. Ồ coi nè, hồng lỡ XL, vàng giống tích mặt vàng lỡ XL. Chốt đi mọi người ơi mẫu này nha. Rồi đang mặc là XL 40 đến 52 kg. Rồi, Bích Ngọc Phan Thị đặt đúng mã em ơi. Đúng mã gì vậy? Rồi, mẫu tiết mặt chỉ có size nhỏ nhất thôi, size XL. Để đây dùm chị luôn. Rồi, khách lấy chốt cho tiết nha. Mẫu tiết mặt chỉ có size XL thôi. Size XL, vàng lỡ XL. Với lại size 2X. Nhớ ghi chữ lỡ nha, quần chín tấc là đập lỡ. Rồi vàng lỡ 2X. 2X là 52 đến 57 kg. Rồi đây dơ màu lại cho mọi người xem nha. Cam lỡ 2X 52 đến 57 kg. Rồi xin chào chị Nguyễn Thị Thí Liễu. Rồi quần này là quần chín tấc thì tiết đập lỡ, còn lại là quần dài hết nha mọi người nha, chỉ có mẫu này là quần lỡ thôi. Rồi, đen lỡ XL. Đen lỡ XL. Vàng lỡ 2X cho Thúy Hằng. Rồi, Thúy Hằng này. Vàng lỡ 2X. Rồi, xám lỡ XL. 40 đến 52 kg mình mặc size XL nha. Đó, đủ màu. May quá. Rồi đã nhận cọc 100.000. Rồi xám lỡ XL 40 đến 52 kg. Rồi hôm nay không có like Hùng Thái Ngọc Vy. Lá lỡ XL 40 đến 52 kg. Lá lỡ XL. Đó, chỉ có cái mẫu này là nó nhiều màu thôi mọi người, còn lại mấy mẫu kia lại lẻ một ít thôi à. Vàng lỡ 2X hết rồi khách, còn vàng lỡ XL thôi.
còn lỡ hay ít chốt rồi. Rồi cái này là cam đậm lỡ XL 40-52kg, xám lỡ XL cho sơn vỏ, xám lỡ XL sơn vỏ. Rồi cam đậm lỡ XL, tại vì nãy chứ có đọc màu cam này nữa nè. Đó nha, đủ màu nha mọi người. Rồi xanh lỡ XL luôn, màu xanh đen, vàng lỡ XL, hồng lỡ XL. Rồi chốt đúng mã nha. Rồi chốt đúng mã. Rồi bây giờ qua mẫu. Viên hái cọc đi mới chốt em. Một đơn hàng á trả về rồi, bây giờ cọc mới chốt. Rồi bây giờ tiếp qua mẫu nha khách. Rồi đây, hôm nay là nói chung nó cũng có size to, mà thường size to thì kiểu đơn giản thôi, không có kiểu nhiều. Rồi mã này ghi cho tiết hồng 5X, size 5X là 65-70kg nha. Hồng 5X 65-70kg. Rồi mã là hồng 5X nha mọi người, 65-70kg. Lá lỡ XL cho Hà Minh. Rồi Hà Minh có lá lỡ XL. Rồi đây, hồng 5X, size 5X là khách. 5X là 65-70kg. Hồng 5X 65-70kg mình tiếng nhặt à, của mình là hồng 5X. Bộ mặt bao nhiêu? 135.000 em. Ship tỉnh 30, Sài Gòn 20. Bộ mặt vàng lỡ XL 40-52kg. Vàng lỡ XL 40-52kg. Rồi xanh 4X 62-65kg. Xanh 4X, size 4X 62-65kg. Xanh 4X 62-65kg. Còn chị mặc mấy màu, mới dơ qua rồi đó em. Rồi lá 5X 65-70kg. Lá 5X. Rồi 65-70kg. Lá 5X 65-70kg. Rồi đỏ 4X 62-65kg. Mặt 4X. Đỏ 4X 62-65kg. Đỏ 4X. Rồi bộ này tiếp có đỏ 5X luôn. Bộ mặt là vàng lỡ XL. Còn Lam Linh, bộ mặt vàng lỡ XL. Rồi tiếp có đỏ 5X luôn nha. Đỏ 4X và đỏ 5X. Rồi đây là đỏ 2X. 2X là 52-57kg. Đỏ 2X 52-57kg. Đỏ 2X 52-57kg. Mình mặc 2X. Lá 5X cho Hiền Kim. Dạ ok khách. Lá 5X. Xanh 5X không có nha. Không có xanh 5X. Mã này ghi cho tiết đỏ 2X. 2X là 52-57kg. Đỏ 2X. Rồi Nguyễn Thi Thi có đỏ 2X. Rồi đây, cái này là phối mango nè, hồi sáng tiết mặt màu xám. Cái này da 2X 52-57kg. Da 2X 52-57kg. Rồi da 2X 52-57kg. Da 2X. Da 2X 52-57kg. Mã của mình là da 2X. Rồi hải đậu xanh 4X. Rồi hải đậu có xanh 4X. Da 2X cho Tiên Tiên. Rồi ok, Tiên Tiên có da 2X.
Rồi đỏ XL đẹp quá, 40-52kg đỏ XL. Rồi 40-52kg các bạn. Đỏ XL 40-52kg. Bộ mà không có 2X, có cam 2X, cam lỡ 2X. Cam lỡ 2X 52-57kg. Cam lỡ quần chính tất là cái đập lỡ nha. Đỏ XL Nguyễn Thi Thi. Đỏ XL Nguyễn Thi Thi. Một tiếng mạng vàng lỡ XL. Vàng lỡ XL 40-52kg. Cam lá, cam lá không có làm linh nè. Cam lá 2X không có nha. Cam lỡ 2X. Rồi xám 2X 52-57kg. Xám 2X. Rồi 52-57kg. Xám 2X 52-57kg. Rồi hồng 4X 62-65kg. Mình là mình ghi cho tiết hồng 4X. Rồi xám 2X cho Nguyễn Phương. Hồng 4X 62-65kg. Hồng 4X 62-65kg. Hồng 4X. Mai đăng khách mới dành số khách ơi. Mình tí gọi chốt đơn. Lam Linh có cam lỡ 2X. Rồi Lam Linh có cam lỡ 2X. Rồi hồng lỡ XL 40-52kg. Hồng lỡ XL 40-52kg. Rồi Mai Đăng hồng 4X. Rồi ok khách. Rồi bộ này mình ghi cho tiết hồng lỡ XL nha. Lỡ là quần chính tất đó mọi người. Còn lại là quần dài hết nha. Cái nào mà chính tất thì tiết đọc lỡ. Hồng lỡ XL. Rồi đây đẹp quá, cam XL 40-52kg. Cam XL 40-52kg. Trịnh Cương có hồng lỡ XL. Trịnh Cương. Rồi mã này ghi dùm tí cam XL 40-52kg. Hồng lỡ XL chứ còn nha. Ai lấy thì mình cứ chốt nha. Rồi mã này ghi dùm tí cam XL 40-52kg. Cam XL 40-52kg. Mình mà size XL. Cam XL. Rồi đây đỏ 2X hết rồi. Đẹp quá. 52-57kg đỏ 2X. Cái tay là lưới ép nhung đó mọi người ơi. Cam XL Đoàn Trần. Đoàn Trần có cam XL. Cái này ghi cho biết đỏ 2X 52-57kg. Rồi cam đỏ 2X. Rồi 52-57kg đỏ 2X. Hồng lỡ XL cho Mộng Nghi. Mộng Nghi có hồng lỡ XL. Hồng lỡ XL Huệ Võ. Rồi hết hồng lỡ nha hết. Hồng lỡ XL hết nha. Đây nè có màu đen. Đen lỡ XL 40-52kg. Đen lỡ XL 40-52kg. Nói chung là XL nhỏ nhất đó hết. Mã này ghi cho tí là cam 3X. 3X là 57-62kg. Cam 3X 57-62kg. Rồi xin chào Ngọc Mai. Cam 3X khách rồi. 57-62kg. Cam 3X. Hết lá rồi em. Hết lá rồi em ơi. Hết màu lá. Ôi đẹp quá. Đen 3X. Đen 3X hết rồi. 57-62kg. Đen 3X.
khách mới rồi đi đúng mã nha, đi đúng mã mới chốt hàng nha khách. Mã là tiết độc đó, màu và size, và khách mới thì kèm số điện thoại, khách cũ thì không cần lên số. Đen 3x này ở sau lưng quá đẹp, đen 3x 57 đến 62 kg. Rồi khách ghi dùm tí là đen 3x 57 đến 62 kg, đen 3x. Rồi tiên tiên có đen 3x, xám XL 40 đến 52 kg, xám XL 40 đến 52 kg, xám XL. Rồi vàng XL 40 đến 52 kg, vàng XL 40 đến 52 kg, vàng XL. Rồi Nam Chương đặt hàng trên live gọi nhiều cuộc không có nghe máy. Mấy chị ơi, mấy chị không nghe máy, mấy chị đặt chi cho phí thời gian mấy chị vậy? Mấy chị cũng bỏ thời gian, mấy chị ngồi mấy chị coi mấy chị đặt mà tới lúc gọi chốt đơn thì không nghe máy, chị phí thời gian của mình quá vậy mấy chị. Vàng XL Nguyễn Thi Thi. Rồi bộ này là cam 4x 62 đến 65 kg, cam 4x 62 đến 65 kg. Rồi mã này là cam 4x 62 đến 65 kg, là mà size 4x, cổ hai màu này, khách cổ hai màu nha. 8XL cho Nguyễn Kim. Rồi Nguyễn Kim có 8XL. Rồi vàng 2X 52 đến 57 kg, mình mặc size 2X, vàng 2X 52 đến 57 kg, vàng 2X 52 đến 57 kg, vàng 2X. Rồi cái này vàng bò, rồi Bích Vân Đoàn chưa có nhận được tiền khách ơi, mã này ghi cho tiếp là. Rồi Bích Vân Đoàn giờ mới nhận được 100.000, rồi ok khách nha, đã nhận 100.000, mới vừa nhận luôn. Vàng 2X cho Thủy Phương, rồi ok khách. Mã này mình ghi cho tí. Vàng lỡ 2X 52 đến 57 kg, vàng lỡ 2X. Rồi quần lỡ là chính tất đó khách nha, còn lại mấy cái kia là quần dài không à. Còn này quần lỡ là tiếng máy đọc chữ lỡ, chính tất là đọc lỡ. Rồi tới tí có vàng lỡ XL 40 đến 52 kg. Còn này là vàng lỡ 2X, 2X là 52 đến 57 kg. Nguyễn Phương không có xám chị, chị đặt hàng không có sai chị ơi, mặc đúng mã em mới lấy hàng, lại hàng này em like có sai. Rồi mã này ghi cho tiếng là cam phối XL. Rồi bộ này lỗi, chị nào đặt hàng không đúng mã em không lấy nha chị. Bây giờ lấy lộn hàng tùm lum hết trơn à, tại vì hàng em đọc có sai mà, mỗi bộ mấy chị em thấy em đọc có sai không. Vàng lỡ XL do Phạm Phượng, em còn vàng lỡ 2X chị Phạm Phượng, em còn vàng lỡ XL 40 đến 52 kg. Hãy lát nào giao mấy bộ này là trả luôn. Rồi đỏ 2X 52 đến 57 kg, đỏ 2X. Rồi Quỳnh Như là đã từng đặt trên like của Tiếp và gọi không nghe máy, bây giờ muốn cọc thì chốt 100, muốn chốt thì cọc 100.000 mới chốt. Những chị mà không nghe máy bên Tiếp có nghĩa là đã xả đơn bên Tiếp cộng 100.000 Tiếp mới chốt. Bộ mặt là vàng lỡ XL. Rồi mấy chị ở đây không có ghi sai mình không có chốt được hàng nha. Rồi buồn của anh có đỏ 2X. Em like rất là dễ luôn mấy chị, mà mấy chị đặt mấy chị không ghi chính xác thì làm sao mà chốt được. Em like em đọc màu và size thì mình ghi y chang như vậy thôi. Đen XL 40 đến 52 kg, đen XL. Đã hàng live stream em thấy bây giờ quá dễ mà mấy chị, em đâu có đọc khó khăn gì đâu. Rồi đen XL đó, em đọc như vậy dễ chưa, dễ quá trời mà mình đặt không được. Không được thì em cũng biết làm sao.
cái hạt có màu đỏ luôn. Rồi buồn quá anh đi đơn. Đen XL, Nguyễn Thái nó đen XL. Rồi vàng lỡ XL cho anh Hảo Lê. Hảo Lê có vàng lỡ XL, vàng này là vàng bò ha, à, còn tiết mặt là vàng tươi đi. Đó mình phân biệt cho dễ. Rồi đỏ lỡ XL 40-52kg, đỏ lỡ XL 40-52kg nha khách, giống như tí đăng mặt, quần lỡ chính tắc, đỏ lỡ XL. Rồi đây đẹp nha, khi mà mình mặc cái này là nó ngay eo vậy nè, mình ghi cho biết bộ này là cam 2X 52-57kg, cam 2X, cam 2X hết rồi đó. Mình mặc thì cái này nè, đó nó ngay cái eo của mình, cam 2X nha. Rồi size 2X 52-57kg. Rồi chị Đặng Út có cam 2X, ok chị. Đỏ XL khách ơi, 40-52kg, mẫu hệ sáng cái màu đen á. Đỏ XL 40-52kg, màu này đẹp nè khách nha, hồi sáng mặc màu đen. Màu đen thì nói chung là quá đẹp rồi. Rồi tiếp có cam lỡ 2X 52-57kg, cam lỡ 2X 52-57kg, cam lỡ 2X. Rồi còn bộ đen, đen lỡ 2X luôn, đen lỡ 2X. Quỳnh Trâm khách mới kèm số điện thoại bạn ơi, đen lỡ 2X. Đỏ XL Yến Quách Hồng khách cũ, khách mới phải kèm số nha. Đào Yến chị ơi, không ghi đúng size không có chốt chị. Đen lỡ 2X cho Lam Linh. Tím 2X 52-57kg, tím 2X 52-57kg, tím 2X 52-57kg. Quỳnh Trâm đỏ XL hết rồi khách. Tím 2X cho Hà Duy, bạn mặc 40-52kg. Rồi cam lỡ XL 40-52kg, cam lỡ XL 40-52kg, cam lỡ XL 40-52kg. Mẫu này nhiều ta. Mẫu mình mặc quá trời. Rồi vàng bò lỡ 2X, vàng bò lỡ 2X. Rồi 52-57kg, còn tiết mặt là vàng tươi nha. Trần Thị Hữu Hằng không có hết. Mã này ghi cho tí, xám lỡ XL 40-52kg, xám lỡ XL, xám lỡ XL 40-52kg. Rồi đây da XL 40-52kg, da XL, da XL đẹp quá mọi người, cái này tay lỡ 40-52kg, da XL. Rồi lá 3X, 3X là 57-62kg, lá 3X 57-62kg, lá 3X. Ủa hôm bữa cho em Trần Thị Thu Hằng sao ngộ vậy, hôm bữa thì like nhiều thì hết rồi. Xám lỡ XL Trịnh Cương, cam lỡ XL Hạnh Phạm. Trời ơi, hôm bữa chứ like là hết rồi, chứ không lẽ like rồi còn nguyên em. Nói ngộ vậy. Lá 3X Nguyễn Phương, da XL son vỏ. Đúng mã Phương Hồng Thanh, đúng mã đi khách. Đúng mã nha, không có ghi sai, không có chốt nha khách. Hàng cứ đọc là có sai. Xám lỡ XL Thảo Lê, lá
bảy tiết hết rồi các lá bảy tiết hết rồi. Đây mã này ghi cho tiết vàng XL, vàng XL 40-52 kg, vàng XL 40-52 kg, vàng XL 40-52 kg, vàng XL xanh 2X 52-57 kg, mặt 2X xanh 2X 52-57 kg, xanh 2X 52-57 kg. Rồi bộ này số 5 này khách 65-70 kg, 85X 65-70 kg, 85X. Rồi 85X, size 5X 65-70 kg, xanh 2X cho Ly Nguyễn. Ủa chưa có gói em ơi. Vàng XL, rồi Trịnh Cương vàng XL, Nguyễn Thí Quyên cặp mới chốt em khách. Tại vì khách mới chốt đó là 5 bộ thôi. Rồi mã này ghi cho tí 85X 65-70 kg, 85X 65-70 kg, 85X. Rồi đây bộ này cam 3X tay dài nè khách, cam 3X quá đẹp luôn. 57-62 kg, mình mặc size 3X nha khách, 57-62 kg, cam 3X. Rồi tay dài lâu lâu mới có tay dài khách, đẹp quá nè. Cam 3X 57-62 kg. Nguyễn Toàn Hoàng Như cam 3X. Rồi mã này ghi cho tiết đỏ XL 40-52 kg, đỏ XL 40-52 kg, đỏ XL 40-52 kg, đỏ XL. Rồi đây đẹp quá. Vàng bò 5X 65-70 kg, vàng bò 5X 65-70 kg, vàng bò 5X 65-70 kg, vàng bò 5X. Rồi cục này size to hết rồi, 65-70 kg. Đó XL Huyền Trang. Rồi ok Huyền Trang. Vàng 4X 62-65 kg, vàng 4X. Nguyễn Đoàn Hoàng Như rồi, của chị gửi luôn không gọi. Rồi mã này vàng bò 5X cho Thu Vinh. Rồi ok khách. Rồi cái này ghi cho tính là vàng 4X, 4X là 62-65 kg, vàng 4X 62-65 kg. À, vàng bò tiết chốt hay khách. Cái này ghi cho tính là vàng 4X nha, 4X là 62-65 kg, vàng 4X. Đây đẹp quá, cái này đỏ 5X 65-70 kg, cái này thun lưới ép nhung. Đỏ 5X 65-70 kg. Rồi size 5X. À đẹp quá. Đỏ 5X 65-70 kg. Rồi xanh 4X 62-65 kg, xanh 4X. Vũ Văn ở Thới Sơn Hóc Môn, giao không nhận, bơm hàng không bán nữa, ai bơm em không có bán nữa. Đỏ 5X cho Nguyễn Phương, giao tới nơi không nhận, rồi không có bán nữa. Xanh 4X cho Ngô Ngọc, Ngô Ngọc có xanh 4X. Miu không nghe máy, cộng 100.000 mới bán nha. Chị nào bơm thì không bán luôn, chị nào không nghe máy xả đồ thì cộng 100.000 mình tiếp chốt lại cho. Rồi vàng bò 4X 62-65 kg, vàng bò 4X, vàng bò 4X 62-65 kg. Rồi vàng bò 4X 62-65 kg.
Rồi vàng 3x 57 đến 62 kg vàng 3x. Vàng 3x 57 đến 62 kg vàng 3x. Xanh đen 5x 65 đến 70 kg xanh đen 5x. Rồi vàng bò 4x cho Thi Lê. Rồi ok các. Vàng bò 4x. Ở đây ghi chữ tí là xanh đen, mã là xanh đen nha, xanh đen 5x. Mã là xanh đen 5x và 5x là 65 đến 70 kg hết. Xanh đen 5x. Rồi xanh đen 5x. Vàng bò tí đã chốt rồi các, chốt rồi nha. Thi Lê có xanh đen 5x. Rồi ok khắp Thi Lê xanh đen 5x. Xám 4x. Xám 4x 62 đến 65 kg xám 4x. 62 đến 65 kg màu xám nè. 62 đến 65 kg. Rồi vàng 3x cho Hiền Kim. Rồi vàng 5x 65 đến 70 kg vàng 5x. 65 đến 70 kg hết rồi. Xám 4x Ngô Ngọc vàng 3x tiếp chốt rồi khách, đã chốt rồi nha. Cái này mình ghi cho tí là vàng 5x nè, 65 đến 70 kg vàng 5x. 65 đến 70 kg Ngọc Huyền vàng 5x. 65 đến 70 kg đây, bộ này đẹp lắm. Có cổ. Rồi ghi giùm tí là xám 5x. Đây đẹp lắm mọi người. 65 đến 70 kg. Lâu lâu mới có xám màu xám mọi người ơi. Rồi mã ghi cho tí là xám 5x. Size 5x là dành cho 65 đến 70 kg hết. Xanh 5x. Rồi cái màu hồng này là hồng đất đẹp. Hồng 5x. Rồi 65 đến 70 kg hồng 5x. Sẵn em like mấy bộ to cái em qua nhỏ nha. Đó, đẹp quá. Hồng 5x 65 đến 70 kg. Rồi mã này ghi cho biết da bò 4x. 62 đến 65 kg. Da bò 4x. Xám 5x cho Hương Nguyễn. Rồi đẹp quá rồi, xám 5x. Rồi bên Tiết nhận cọc chuyển khoản Mi Dung không có cọc đẹp. Hồng 5x Nguyễn Phương. Rồi da bò 4x. Da bò 4x. Rồi 62 đến 65 kg da bò 4x. 62 đến 65 kg da bò 4x. Rồi mã này là đỏ 4x nè mọi người. Đỏ 4x nha. Rồi 62 đến 65 kg đỏ 4x. Đỏ 4x. 62 đến 65 kg đỏ 4x. Rồi em không có xài thì thôi, em chỉ không có chốt được em ơi. Rồi mã này ghi cho tiếp cam đất 3x 57 đến 62 kg cam đất 3x. Rồi đỏ 4x chốt cho đẹp vỏ. Tí có đỏ 5x giống hộp vậy luôn hết. Đỏ 5x 65 đến 70 kg đỏ 5x. 65 đến 70 kg đỏ 5x. Mã này ghi cam đất 3x. Cam đất 3x. Rồi 57 đến 62 kg. Da bò 4x, hải đậu, hải đậu có da bò 4x. Tí còn đỏ 5x thôi, 4x cái chỗ rồi đỏ 5x 65 đến 70 kg. Cam đất 3x 57 đến 62 kg, cam đất 3x. 57 đến 62 kg. Rồi có đỏ tươi chứ hồi nãy đỏ đô nha, đỏ tươi 4x. À xin chào Thiền Dung. Đỏ tươi 4x. Rồi 62 đến 65 kg. Đỏ 5x cho Diễm My. Rồi ok Diễm My đỏ 5x. Hay đỏ tươi chứ. Đỏ tươi 4x. 62 đến 65 kg. Thi Lê cam đất 3x.
ngoài đỏ tươi, cách nãy tí chốt đỏ đô, cái này đỏ tươi. Đỏ tươi 4 ít. Đỏ tươi 4 ít nha, 62 đến 65 kg đỏ tươi 4 ít. Đỏ tươi khách ơi, anh Nguyễn có lấy đỏ tươi thì ghi đỏ tươi giùm tiếp nha. Hồi nãy là đỏ đô tí chốt rồi, bộ đó là đỏ tươi. Rồi đây xanh đen XL 40 đến 52 kg đẹp quá. Xanh đen XL 40 đến 52 kg. Rồi XL là nhỏ nhất nha mọi người nha, giống như tí đang mặc là size XL. Rồi 40 đến 52 kg xanh đen XL út nữ không có đơn chị. Để ý em đọc mới có, còn không đọc không có nha chị. Rồi mã này ghi cho tiếp vàng 2 ít. Vàng 2 ít. Đây mọi người ơi, vàng 2 ít dùm tiếp nha. Vàng 2 ít 52 đến 57 cái mặt 2 ít. Vàng 2 ít 52 đến 57 cái. Vàng 2 ít. Rồi 52 đến 57 cái. Vàng 2 ít. Rồi da 2 ít luôn khách, 52 đến 57 cái da 2 ít. Đẹp quá cả nhà ơi, 52 đến 57 kg thì mình mặc 2 ít nha. Đây, bộ này size to. Xanh đen 5 ít, 5 ít là 65 đến 70 kg, xanh đen 5 ít. Xanh đen 5 ít. Có hiệu dưới quần. Da 2 ít cho Ly Nguyễn. Rồi xanh đen 5 ít 65 đến 70 kg. Xanh đen 5 ít 65 đến 70 kg. Rồi xám 5 ít khách 65 đến 70 kg, xám 5 ít. Đây các ơi, xám 5 ít 65 đến 70 kg. Xám 5 ít. Cái này ghi dùm tiếng là da bò 2 ít. Nguyễn Phương có xám 5 ít. Rồi ok chị. Cái này mình ghi cho tiếng da bò 2 ít 52 đến 57 kg. Da bò 2 ít 52 đến 57 kg. Cái là da bò 2 ít. Rồi đỏ 2 ít thì khách 52 đến 57 kg, đỏ 2 ít. Rồi 52 đến 57 kg đỏ 2 ít. 52 đến 57 kg đỏ 2 ít. Chị mới nhận đồ em hồi sáng. Rồi em cảm ơn chị Nguyễn Phương. Rồi cam 4 ít hết rồi, 62 đến 65 kg. Đỏ 2 ít cho Nguyễn Thị Mỹ Ái. Rồi ok khách. Rồi cam 4 ít, 4 ít là 62 đến 65 kg nha khách. Cam 4 ít. Rồi 62 đến 65 kg, cam 4 ít. 62 đến 65 kg, cam 4 ít. Rồi da XL 40 đến 52 kg mình mặc size XL, da XL. 40 đến 52 kg. Rồi xin chào Tiết Nguyễn. Da XL. 40 đến 52 kg da XL. Da bò 2 ít. Diễm Kiều có da bò 2 ít. Trịnh Cương có da XL. Rồi đẹp quá khắp. Cái này là xanh bơ nha, đẹp quá. Xanh bơ này 60kg trở lại thôi, 62kg không vừa.
chanh bơ 3x 57 đến 62 kg, xanh bơ 3x 135.000, Ngọc Phú, Xíu Tỉnh 30, Sài Gòn 20. Đẹp quá mọi người. Xanh bơ 3x 57 đến 60 kg, xanh bơ 3x 57 đến 62 kg, 60 kg, 57 đến 60 kg, xanh lỡ XL 40 đến 52 kg, xanh lỡ XL. Lê Mỹ Hạnh, xanh bơ 3x, bộ tiết cầm xanh lỡ XL, XL 40 đến 52 kg, quần chính tất là tiết độc lỡ. Cam 4x cho Mai Đăng, cam 4x. Rồi xanh lỡ XL khách ơi, giống như tiết mặt, quần chính tất là tiết độc lỡ. Rồi XL thì 40 đến 52 kg, xanh lỡ XL, đỏ lỡ XL, vàng lỡ XL nha. Đó, mẫu tiết đăng mặt dơ lên cho mọi người luôn. Xanh lỡ XL, vàng lỡ XL, đỏ lỡ XL, cam lỡ XL. Rồi cam lỡ XL, cam lỡ 2x, 2x thì 52 đến 57 kg. Rồi mã này ghi cho tiếp. Nguyễn Thị Mỹ Ái, vàng lỡ mấy ít khách, vàng lỡ L, không có size L nha. Rồi mã này ghi cho tiếp. Cam dài XL, cam dài XL 40 đến 52 kg, vàng lỡ XL, Nguyễn Thị Mỹ Ái. Rồi vàng lỡ XL, Nguyễn Thị Mỹ Ái. Mã này ghi cho tiếp. Cam dài XL 40 đến 52 kg, cam dài XL rất là 40 đến 52 kg. Rồi da đẹp quá, da 4x. Nguyên Nguyễn khách mới kèm số điện thoại. Cam lỡ 2x Trần Ngọc, cam lỡ 2x cho Trần Ngọc. Rồi da 4x, 4x là 62 đến 65 kg, da 4x 62 đến 65 kg, da 4x, cổ 2 màu nhé khách, da 4x, xanh lỡ XL. Bộ em mặc không có số 4 chị, bộ em mặc chỉ có số 1 thôi, 40 đến 52 kg. Rồi da 4x chị Nguyễn Phương, xanh lỡ XL, đỏ lỡ XL My Nguyễn. Rồi ok khách, đỏ lỡ XL, lỡ là chính tất đó mọi người, còn lại là quần dài không á. Năm bảy ký cao như Bích Vân, lên chiều cao khách rồi. Vàng 5x 65 đến 70 kg, vàng 5x 65 đến 70 kg. Rồi vàng 5x khách rồi, 65 đến 70 kg, vàng 5x. Rồi đen XL 40 đến 52 kg, bỏ lỡ XL hết hàng. Rồi đen XL 40 đến 52 kg, đen XL 40 đến 52 kg. Rồi Trần Ngọc đi đơn ok khách. Mấy 55 57 kg, mặc 2x hoặc 3x. Rồi cam đất 4x khách ơi, 62 đến 65 kg, cam đất 4x, 62 đến 65 kg, cam đất 4x, 62 đến 65 kg, cam đất 4x. Ai mới bộ đại. Rồi đẹp quá khách. Da bò 4x, quần đen áo màu nha, thiêu nè. Rồi chị Nguyễn Phương, cam đất 4x. Rồi mã này ghi dùm tiếp. Da bò 4x, Nguyễn Kim, đen XL, ok khách. Da bò 4x, 4x là 62 đến 65 kg, da bò 4x, 62 đến 65 kg, da bò 4x, 62 đến 65 kg. Rồi bộ này to đùng luôn nha mọi người ơi.
hồng 6 ít, 70 đến 75 kg hồng 6 ít. 70 đến 75 kg. Hồng 6 ít nha khách ơi, 6 ít lớn nhất. Nhưng mà có ít thôi, size 6 ít. Rồi Trần Thị Hồng mặc 2 ít kìa, mặc 2 ít. Rồi mã này ghi chi tiết vàng XL 40 đến 52 kg vàng XL. Hồng 6 ít chị Nguyễn Phương. Chị ơi bây giờ chị đặt nhiều thì chị cọc em mới chốt thêm được nha chị. Tại vì hồi sáng em cũng có chốt, bây giờ chốt lại cũng tầm 10 bộ 10 bộ hơn á chị. Mình mua thêm mình cọc cho em mới chốt thêm được nha chị. Mã này ghi chi tiết là vàng XL. Vàng XL. Đỏ lỡ XL. Đỏ lỡ XL chốt rồi mà. Rồi vàng XL 40 đến 52 kg. Da bò 4 ít, hoa hồng. Hoa hồng có da bò 4 ít. Vàng XL cho My Nguyễn. Vàng XL còn bộ nữa này khách, 40 đến 52 kg. Vàng XL còn bộ. Vân Nguyễn chưa có bộ nào hết em ơi. Mã này mình ghi cho tiếp. Phối XL. Ngọc Sinh Trần vàng XL. Bộ này là phối XL 40 đến 52 kg phối XL. 40 đến 52 kg phối XL. 40 đến 52 kg phối XL. Rồi, đẹp quá nè. Đen 3 ít, 3 ít. 57 đến 62 kg đen 3 ít tay dài luôn. Đen 3 ít. 57 đến 62 kg. Mã là đen 3 ít. Rồi 57 đến 62 kg. Đen 3 ít. Rồi xanh XL. 40 đến 52 kg xanh XL. Phối XL cho Diễm My. Rồi Diễm My có phối XL. Xanh XL đẹp này khách. 40 đến 52 kg xanh XL. Phối tiếc hết rồi khách ơi, tiếc chốt rồi nha. Tiếc còn đen 3 ít. Dạ chị Nguyễn Phương bây giờ 6 bộ kìa, 6 bộ nha. Dạ chị ơi, không chị, bây giờ 6 bộ, nếu sáng có 2 bộ là 8 bộ em đi đơn, còn đặt thêm đi cọc em mới chốt thêm được nha chị. Đen bấy cho Tiền Tiền. Rồi xanh XL. Đinh Tân có xanh XL. Phối tiếc đã chốt rồi khách. Phối đã chốt rồi. Rồi vàng. Vàng XL rồi khách. Rồi XL là 40 đến 52 kg vàng XL. 40 đến 52 kg rồi vàng XL nha. Tay dài 40 đến 52 kg vàng XL. Xám đẹp quá, xám 3 ít, 3 ít này hơi nhỏ. Chỉnh cương 4 bộ. Xanh XL hết rồi khách. Xám 3 ít 57 đến 60 kg. Xám 3 ít 57 đến 60 kg, bộ này hơi nhỏ, 62 kg không vừa nha, size 3 ít. Chị Nguyễn Phương là bây giờ em đi đơn cho chị khỏi gọi đúng không chị, đi đơn cho chị nha, ok nha chị. Có bao nhiêu em gom đi. Và xám 3 ít thì chị Đặng Út. Rồi mã này ghi cho tiết đỏ 2 ít. Rồi 52 đến 57 kg đỏ 2 ít. Đỏ 2 ít hết rồi. Rồi 52 đến 57 kg đỏ 2 ít. Cái này là phối với mango đó khách, phối mango. Đỏ 2 ít nha. Rồi 52 đến 57 kg đỏ 2 ít. Chị có bộ xám của ai? Xám cho chị Đặng Út. Xám 3 ít. Đỏ 2 ít Phạm Phượng Hiền Kim đi đơn rồi ok khách.
Rồi bộ này to này ha. Đỏ 5 x 65 đến 70 kg. Rồi đỏ 5 x 65 đến 70 kg nha. Cổ là hai màu à ha. Đỏ 5 x 65 đến 70 kg. Quá đẹp luôn, vàng bò 2 x 52 đến 57 kg, vàng bò 2 x 52 đến 57 kg, vàng bò 2 x. Rồi Phạm Phượng đi đơn ok khách. Rồi tím cẩm 3 x 57 đến 62 kg. Tím cẩm 3 x, vàng bò 2 x Lê Bích Thảo. Vàng bò 2 x Lê Bích Thảo. Tím cẩm 3 x. Tím cẩm 3 x. Rồi 57 đến 62 kg mình chốt size 3 x. Đỏ 5 x cho Nguyễn Ngọc. Rồi Nguyễn Ngọc có đỏ 5 x. Rồi tím cẩm 3 x nha các. Tím cẩm 3 x. 57 đến 62 kg. Ngọc xin Trần xả ra đi mùa Hải ơi. Đây nè chị, in cái giấy em kiếm sẵn. Tự nhiên mặt số 2, em biết số 2 của cái gì. Kiếm cẩm 3 x cho Thấm Đổ. Tự nhiên mà số 2 của cái gì em có biết đâu mà hỏi số 2 em vừa không. Số 2 mà em XL vừa không. Trời ơi, ai biết số 2 của cái gì. Rồi vàng XL khách ơi. Mấy chị ghi, mấy chị tự hiểu em thì em biết gì đâu. Tự nhiên là em mặc số 2 mà số 2 của cái gì. Em mặc số 2 XL vừa không. Mấy chị ghi là mấy chị tự hiểu thôi, ai mà hiểu được. Vàng XL 40 đến 52 kg trong khi ở đây em đọc sai và số ký không nghe, đi hỏi em mặc số 2, số 2 của cái gì, số 2 bao nhiêu ký. Ở đây người ta đọc rõ ràng thì không nghe. Rồi vàng XL 40 đến 52 kg, vàng XL. Đó, đọc như vậy thì không nghe, đi hỏi em mặc số 2 của cái gì. Số 2 của chị nhiêu ký, số 2 80 ký hay số 2 50 ký. Vàng XL 40 đến 52 kg. Đỏ XL 40 đến 52 kg. Vàng XL cho Nguyễn Kim. Rồi tiếp có đỏ XL 40 đến 52 kg, đỏ XL. 40 đến 52 kg, đỏ XL. Nguyễn Thị Mỹ Ái, đỏ XL. Đúng không em, vô từng bộ em đọc số ký. Đọc số ký cái nào mình vừa thì mình đặt. Đỏ 4 x, 4 x, 62 đến 65 kg, đỏ 4 x. 62 đến 65 kg. Đỏ 4 x, 62 đến 65 kg. Đỏ 3 x, 57 đến 62 kg. Đỏ 3 x, 57 đến 62 kg. Xám 4 x, 62 đến 65 kg. Xám 4 x, 62 đến 65 kg. Anh Nguyễn có đỏ 3 x. Rồi ok khách. Rồi xám 4 x khách ơi, 62 đến 65 kg là mình mặc 4 x. Xám 4 x. Cam 2 x, hay là 52 đến 57 kg. Cam 2 x. Chị nhận 7 bộ đồ đẹp lắm em. Dạ cảm ơn chị Giang Lê. Rồi em đang cầm là cam 2 x, 52 đến 57 kg mình chốt 2 x nha khách. Cam 2 x. Trang Kim có cam 2 x. Bộ mặt vàng lỡ XL Hạnh Cherry. Là vàng lỡ XL. XL là 40 đến 52 kg, quần lỡ 9 tấc. Mã này ghi cho tiếng vàng 4 x. 4 x, 62 đến 65 kg. Vàng 4 x, 62 đến 65 kg.
vàng 4X 62 đến 65 kg. Xanh đen XL 40 đến 52 kg, xanh đen XL. Vàng 4X cho Quỳnh Trúc. Rồi size 4X nha cả nhà. 62 đến 65 kg. Xanh đen XL 40 đến 52 kg, xanh đen XL. Rồi anh Tú chốt bộ mặt. Ok anh Tú. Bộ mặt còn màu khá thì tiết dơ lên cho. Quần lỡ nha khách. Rồi mã này ghi cho tí. Xanh đen XL 40 đến 52 kg. XL nhỏ nhất nha. Xanh đen XL. Đây mẫu tiết mặt biết còn màu tiết dơ cho. Bộ này ghi cho tí. Cam lỡ 2X, xanh đen XL Nguyễn Lan. Rồi ok khách, xanh đen XL. Tay kiểu không biết mặt. Cam lỡ 2X 52 đến 57 kg. Cam lỡ 2X. Rồi bộ chị mặc còn nè em. Vàng lỡ XL, xanh lỡ XL. XL nhỏ nhất 40 đến 52 kg. Xanh lỡ XL, vàng lỡ XL 135 nghìn. Xanh lỡ XL, vàng lỡ XL. Cam lỡ 2X Phan Linh. Cam lỡ XL. Cam lỡ XL, cam lỡ 2X. Rồi Hạnh Cherry em ghi rõ cho đi em. Em ghi đừng có ghi em với chế. Rồi mà ở đây ghi vô mã đúng mã thôi, đơn giản. Cam lỡ 2X anh Tú. Rồi ghi nè, vàng lỡ XL. Cam lỡ 2X tiếp hết. Vàng lỡ XL nè mọi người, ghi theo tí nè mọi người, đặt cho lẹ nè. Đừng có màu này màu kia, ghi rõ mã ra. Vàng lỡ XL, cam lỡ XL. Đó ghi rõ ra vậy giùm em để em lấy cho đúng size. Rồi cam lỡ XL. Rồi xanh lỡ XL. Rồi vậy nha. Phạm Hiểu á, xanh lỡ XL. Rồi em có màu này là cam đậm. Xanh lỡ XL. Rồi Nguyễn Thị Mười, xanh lỡ XL. Rồi vàng lỡ XL. Rồi mã này đen lỡ XL. Đen lỡ XL 40 đến 52 kg, đen lỡ XL. Đen lỡ XL. Rồi cà rốt lỡ XL. Cà rốt lỡ XL. Rồi khách ơi. Vàng 2X đẹp quá. 52 đến 57 kg vàng 2X. Vàng 2X nha. Rồi 52 đến 57 kg vàng 2X. Rồi cam XL 40 đến 52 kg, cam XL. 40 đến 52 kg cam XL. Đen lỡ XL Hạnh Phạm. Vàng 2X chị Đặng Úc. Cuối like đi đơn Phan lên. Ok khách. Cam XL 40 đến 52 kg cam XL. 40 đến 52 kg khách ơi, cam XL. Giao hàng. Đen XL 40 đến 52 kg. Đen XL 40 đến 52 kg. Đen XL. Đen chị hết Hạnh Cherry. Đen hết rồi em. Rồi da bò 2X. Đen XL cho cô Ca.
Nãy ơi còn mấy bộ nữa nè, xong vô chị luôn. Cái kìa thiếu cái ấy không? À, cái kìa tính xào thì cao lẹ tính xào. Da bò 2 ít. 52 đến 57 cái da bò 2 ít. Da bò 2 ít, 52 đến 57 cái da bò 2 ít. Rồi, hồng lỡ ít lờ. Da bò 2 ít Nguyễn Thảo. Rồi da bò tay dài nha. Da bò này tay dài. Hồng lỡ XL, ai giống thiết mặt có màu hồng luôn. Hồng lỡ XL 40 cho đến 52 cái quần chính tất ha. Ai ghi tiếp hồng lỡ XL. Vàng 3 ít hết rồi. 57 đến 62 kg vàng 3 ít. Vàng 3 ít, 57 đến 62 kg. Vàng 3 ít. Rồi máy này ghi dùm tiếp. Xanh 4 ít nha. 62 đến 65 kg xanh 4 ít. Rồi xanh 4 ít hết rồi. 62 đến 65 kg xanh 4 ít. Đẹp quá mọi người ơi. 62 đến 65 kg xanh 4 ít. Rồi cam luôn. Cam 4 ít. 62 đến 65 kg cam 4 ít. Cam 4 ít, 62 đến 65 kg. Rồi, hồng 3 ít. 57 đến 62 kg hồng 3 ít. 57 đến 62 kg hồng 3 ít. 57 đến 62 kg hồng 3 ít. Tím 5 ít. 65 đến 70 kg tím 5 ít. 65 đến 70 kg. Rồi tím 5 ít hết rồi, 65 đến 70 kg. Tím 5 ít. Cam 4 ít cho mai vàng. Mai vàng cam 4 ít. Rồi ok mai vàng cam 4 ít. Hồng 3 ít. Rồi hồng 3 ít Phạm Thị Phi. Đây hồng 3 ít tay dài luôn cho mình. Rồi cái bọn đẹp nha. Rồi đẹp quá. Lá XL 40 đến 52 kg lá XL. 40 đến 52 kg lá XL. 40 đến 52 kg. Vàng lỡ XL, hạnh cherry vàng lỡ XL. Rồi mã này ghi cho tiếp xanh 4 ít. 62 đến 65 kg xanh 4 ít. Xanh dương á mọi người. Ngoài này xanh dương nha. Xanh dương 4 ít. Lá XL hạnh phạm. Rồi hạnh phạm có lá XL. Xanh dương 4 ít. 62 đến 65 kg. Rồi vàng 4 ít luôn các ơi. 62 đến 65 kg vàng 4 ít. 62 đến 65 kg vàng 4 ít. 62 đến 65 kg. Rồi hồng 4 ít luôn các. 62 đến 65 kg hồng 4 ít. 62 đến 65 kg hồng 4 ít. Da bò 4 ít. Chỉ còn hồng lỡ XL. Cam lỡ XL. Cà rốt lỡ XL. Đây chỉ còn 3 màu em ơi. Chỉ còn 3 màu nha. Chỉ còn 3 màu nha. Cái này ghi luôn. Cà rốt lỡ XL đi. Cam lỡ XL. Hồng lỡ XL. Da bò 4 ít. 62 đến 65 kg.
da bò 4 yếp nha, 62 đến 65 kg. Rồi, hồng XL khách ơi, tay dài 40 đến 52 kg, hồng XL 40 đến 52 kg. Cà rốt lỡ XL cho Nguyễn Yến. Cà rốt lỡ còn hết này. Cà rốt lỡ XL. Lỡ là chín tóc đó khách. Ở này ghi cho tiếp. Hồng XL tay dài nè khách. Rồi 40 đến 52 kg. Hồng lỡ XL rồi, bộ này 6 yếp, 70 đến 75 kg. 6 yếp. Hồng 6 yếp, 70 đến 75 kg, hồng 6 yếp. Hồng 6 yếp, 70 đến 75 kg. Đó, 6 yếp là lớn nhất. Rồi tiếp có xanh 6 yếp luôn nè. Rồi đẹp quá nè. Xanh 6 yếp quá đẹp, xanh bơ nha. Rồi xanh 6 yếp. Hồng 6 yếp cho Phạm Yến. Đó, mấy cái bộ 6 yếp này nãy giờ ít lắm, vài bộ à. Da bò 4 yếp đẹp vỏ. Rồi cam lỡ yếp lần hạnh cherry. Rồi đi đơn cho em luôn. Ok em. Rồi một trái đi đơn em. Xanh 6 yếp 70 đến 75 kg, xanh 6 yếp. Cái xanh này lỗi vải rồi khách. Xanh này lỗi bỏ ra nha. Da bò tiết chốt rồi khách. Da bò chốt rồi khách ơi. Ai bộ đẹp quá khách. Xanh 6 yếp bị lỗi vải rồi. Nó bị lủng lỗ. 8 XL 40 đến 52 kg, 8 XL. Hồng XL cho Thi Thi. Rồi ok khách, hồng XL là tay dài. Rồi mình ghi cho tí 8 XL. 40 đến 52 kg, 8 XL. 40 đến 52 kg, 8 XL. Đẹp quá khách ơi, hồng 3 XL. 57 đến 62 kg mình mặc 3 yếp, hồng 3 yếp. Ai khách 57 đến 62 kg. Hồng 3 yếp. 8 XL anh Thư Trần Thị, 8 XL. Rồi xanh đen XL, 40 đến 52 kg, xanh đen XL. Rồi khách Phát Vũ mình chọn đi khách, tại vì hàng của tí nó nhiều mẫu nha. Hồng 3 yếp cho chị Diễm Trần. À, nhiều mẫu khách ơi, mình chọn đi khách. Nhiều mẫu, nhiều màu nữa. 135.000 khách ơi, ship tận 30, Sài Gòn 20. Ở đây ghi một tí xanh đen XL, 40 đến 52 kg, xanh đen XL. Hồng 3 yếp tiếp hết rồi đó. Rồi, bộ này mình ghi cho tí xanh dương XL, 40 đến 52 kg, xanh dương XL. Đây, 40 đến 52 kg xanh dương XL. 40 đến 52 kg xanh dương XL, hồng 3 yếp đã hết. Da bò XL. 40 đến 52 kg da bò XL. Mười đến 52 kg là da bò XL, 40 đến 52 kg XL nhỏ nhất. Xanh nào khách? Xanh đen, xanh dương. Tím 4 yếp, 62 đến 65 kg, tím 4 yếp. Xanh dương XL cho Cam Phan. Cam Phan xanh dương XL. Tím 4 yếp. Da bò XL anh Thư Trần Thị, da bò XL. Rồi tím 4 yếp. 62 đến 65 kg tím 4 yếp. Size 4 yếp. Rồi 62 đến 65 kg tím 4 yếp. Cam 2 yếp. 52 đến 57 kg cam 2 yếp. 52
sĩ cam 2 ít. Rồi đẹp quá nha. Xinh chưa? Thì hai mẫu này cho xem nha. Rồi, bộ mặt của anh Hư Trần Thị. Rồi, bộ mặt anh Hư Trần Thị. Ok. Rồi, chú anh Hư Trần Thị bộ mặt 40-52 kg. Rồi cam 2 ít. Tím 4 ít Ngọc Lan Quỳnh. Tím 4 ít Ngọc Lan Quỳnh. Tím 4 ít Kim Sơn Bùi. Tím 4 ít Kim Sơn Bùi với Ngọc Lan Quỳnh. Cam 2 ít Thị Dung. Thị Dung cam 2 ít. Ok. Rồi vàng 2 ít. 52-57 kg vàng 2 ít. 52-57 kg vàng 2 ít. 52-57 kg này đẹp nè khách. Cái vải này đẹp lắm nha. Chú bộ này đi. Rất là đẹp luôn. Út có vàng 2 ít. Rồi ok hết. Mã này ghi cho tí. Đỏ XL 40-52 kg. Đỏ XL 40-52 kg hết rồi. Đỏ XL 40-52 kg. Rồi khách lấy ghi dùm tí đỏ XL. Rồi cam 3 ít 57-62 kg cam 3 ít. Đẹp quá khách. 57-62 kg cam 3 ít. 57-62 kg cam 3 ít. Rồi mã này ghi cho tiếp. Đỏ 4 ít cam 3 ít cho chị Diễm Trần. Đỏ 4 ít 62-65 kg đỏ 4 ít. Đây cái nồi đỏ 4 ít. Bộ mặt không có 58 chứ khách. Rồi lá 4 ít. 62-65 kg. Đỏ 4 ít cho Vi Châu. Vi Châu đỏ 4 ít. Tiếng đang cầm lá 4 ít. Lá này lỗi nha khách, bộ này lỗi. Cam 3 ít tiếp chốt rồi khách. Rồi mã này ghi tiếp vàng XL 40-52 kg vàng XL. Đỏ 4 ít chốt rồi khách ơi. Mã này ghi cho tiếp là vàng XL. Ăn mặc hết rồi khách.
Rồi vàng XL 40 đến 52 kg vàng XL. Rồi cái này ghi cho tiếng da bò XL đẹp quá ha. 40 đến 52 kg da bò XL. Đây đẹp quá các ơi, 40 đến 52 kg da bò XL. Rồi xuất sắc nè. Bộ này giống là sáng mặt màu đen nè khách. Da XL. Rồi không có kim sơn bùi, không có chị ơi. Da XL 40 đến 52 kg. Bộ này hồi sáng mặt màu đen đó mấy chị, bộ này đẹp, form đẹp lắm. Da XL 40 đến 52 kg. Da XL. Hội may quốc gia XL. Rồi đỏ 2X 52 đến 57 kg đỏ 2X. Da bò XL kim lê. Kim lê có da bò XL. Rồi mã này ghi một tiếp đỏ 2X nha, 52 đến 57 kg đỏ 2X. Rồi size 2X 52 đến 57 kg. Mặc hết rồi khách. Rồi mã này ghi cho tiếp da bò 2X. 52 đến 57 kg da bò 2X. 52 đến 57 kg da bò 2X. Thì Dương có da bò 2X. À, cảm ơn Thu Phương Võ. Đồ đẹp quá phải không? Rồi đây, bộ này da bò 2X tiếp đó. Đỏ XL ngân lâm, đỏ 2X. Đỏ XL ngân lâm. Đỏ 2X Ngô Bảo Quyên. Đỏ 2X Ngô Bảo Quyên. Rồi xanh lá 5X. Xanh lá 5X đó là 65-70kg nha, size 5X. Rồi xanh lá 5X 65-70kg. Rồi đây đẹp quá. Cam XL 40-52kg. Cam XL đẹp quá khách, 40-52kg. Cam XL 40-52kg. Rồi ok Nguyễn Thị Mỹ Ái nha khách. Rồi 4 bộ đi đơn ok khách. Đỏ 5X luôn nè khách. 65-70kg. Đỏ 5X 65-70kg. Chị Trần Thị Vĩnh có hai ý chị nha chị ơi. Đỏ 5X 65-70kg. Rồi thì Dương đi đơn hai bộ ok khách. Nguyễn Ngọc xanh lá 5X rồi ok khách. Rồi Nguyễn Ngọc có xanh lá 5X. Rồi mã này ghi cho tiếp. Cam đất XL 40 đến 52 kg cam đất XL. Rồi khách ghi giùm tiếp cam đất XL 40 đến 52 kg. Rồi mã này ghi giùm tiếp là tay lưới XL 40 đến 52 kg. Tay lưới XL. Ai tay lưới? Tay lưới XL 40 đến 52 kg. Đỏ 5X Hạnh Trần có đỏ 5X. Rồi ok khách, Hạnh Trần đỏ 5X. Tay lưới XL, XL 40 đến 52 kg, tay lưới XL. Cam đất XL Trịnh Cương. Khách ơi mình 5 bộ rồi, mua thêm thì cọc bên tiếp mới chốt thêm được nha. Rồi mã này ghi tiếp xám 3X 57 đến 62 kg. Mặc hết rồi Hà Minh, hết rồi khách. Xám 3X 57 đến 62 kg. Xám 3X. Đây đỏ XL 40 đến 52 kg đỏ XL.
Rồi ghi dùm tiếp, đỏ XL 40-52kg, đỏ XL. Xám bay cho Thu Vinh. Rồi cảm ơn Cao Nguyên nha. Xám bay cho Thu Vinh. Rồi da XL 40-52kg, da XL 40-52kg. Rồi da XL 83X tiết chốt rồi khách. Chốt rồi khách ơi. Rồi vàng 6X, đỏ XL anh Thư Trần Thị. À anh Thư ơi, cái này đỏ 2X em ơi, đỏ 2X. Rồi à, để chị coi kỹ. Đỏ 2X em ơi, bộ mặt hả? Đỏ 2X nha. 52-57kg đỏ 2X. Đây nè. Size 2X. Đỏ 2X. 52-57kg. Vàng 6X, 70-75kg vàng 6X. 6X là lớn nhất luôn á mọi người. Cái 1X bỏ nha. Vàng 6X. Rồi da XL anh Thư Trần Thị, da XL. Vàng 6X nè khách, 6X là 70-75kg. Vàng 6X. Cam XL 40-52kg, cam XL. Rồi chị lấy anh Thư Trần Thị rồi em. Cam XL 40-52kg, cam XL. Vàng 6X cho Vân Nguyễn, cam XL cho anh Tú. Anh Tú cam XL, Vân Nguyễn vàng 6X. Rồi đây vàng 2X, 52-57kg vàng 2X. Rồi 52-57kg vàng 2X. Cam XL chốt rồi khách. Đây mấy bộ đẹp không nè. Xanh XL 40-52kg xanh XL. Xanh XL. Vàng 2X cho Thấm Nguyễn. Rồi ok khách, vàng 2X. Xanh XL 40-52kg xanh XL. Rồi vàng tiếp chốt nha khách. Rồi đây đen XL. Đẹp quá nè khách ơi. Đen XL nha, 40-52kg đen XL. Ai bộ này đẹp lắm nha. Tại vì cái mẫu này biết có mặc qua rồi. Mặc lên cái đó nó thẳng thì cái eo của mình đẹp lắm. Rồi xanh XL anh Hư Trần Thị. Ok em, xanh XL. Xám 2X 52-57kg. Vi Châu một bộ đi đơn ok khách. Xám 2X. Rồi 52-57kg xám 2X. 52-57kg xám 2X. Vàng 2X đã chốt, đã chốt rồi khách. Xám 2X, Ngọc Sinh Trần, xám 2X. Xanh hết rồi khách. Mã này ghi cho tiếp. Cam 2X. Rồi Thấm Nguyễn đi đơn ok khách. Xám hết rồi khách. Mã này ghi cho tiếp. Cam 2X. 52-57kg cam 2X. Rồi 52-57kg mình mặc 2X nha, cam 2X. Rồi chị Đặng Út có cam 2X. Rồi ok chị. Mã này ghi cho tiếp là vàng 2, vàng dài 2X. Dài là tay dài á khách, vàng dài 2X. 52-57kg vàng dài 2X. Hà Nhật Ngân Phụng. Rồi một bộ đi đơn. Mã này ghi cho tiếp. Vàng dài 2X. Vàng dài 2X nha khách. Rồi vàng dài 3X luôn. Vàng dài 3X. 57-62kg. Hãy kêu vàng dài 2X.
Rồi đây là vàng dài 3X nha. Đây 37 57 62 kg. Rồi hay đẹp quá. Cam XL 40 đến 52 kg đẹp quá các bạn. Tay dài cho mình chống nắng luôn nha. Có đi nắng mặc cái này nó mát cái tay. Rồi cam XL luôn 40 đến 52 kg. Cam XL 40 đến 52 kg nha. Rồi Hồng Hạnh Nguyễn chưa có bộ nào hết em. Da bò XL luôn. Cam XL với Thi Thi. Rồi đây đẹp. Vàng dài 2X chị Nguyễn Kim Loan. Vàng dài 2X. Rồi da bò XL 40 đến 52 kg. Cái đó là da bò XL. Rồi 40 đến 52 kg da bò XL. Ai khách ơi 40 đến 52 kg da bò XL, tay dài khách. Da bò XL. Lưới 2X quá đẹp luôn. 52 đến 57 kg. Đen XL, Lam Linh phải bộ này không khách? Like qua mấy bộ rồi. Đây phải bộ này không Lam Linh ơi. Phải bộ này không khách ơi. Rồi đây là lưới 2X nha, 52 đến 57 kg lưới 2X. Rồi bộ lưới này lỗi rồi nha khách. Bộ lưới lỗi rồi khách ơi. Rồi đây. Da bò XL đổ hộp. Lam Linh để chị hỏi cho phẳng nha. Rồi lưới bị lỗi rồi khách. Xanh 4X quá đẹp luôn. Rồi 62 đến 65 kg xanh 4X. Đẹp quá khách ơi. Xuất sắc. Rồi xanh 4X nha, 62 đến 65 kg. Bộ này cũng xuất sắc luôn nè. Bộ này về giặt ra ăn ta này chứ. Bộ này bỏ ra đi khách ơi. Đẹp quá, bị dơ ngay chỗ đây em sợ giặt không ra. Thôi em bỏ ra nha. Xanh 4X cho Quỳnh Trúc. Lam Linh phải bộ đen đó không em? Không thấy em trả lời nó không biết đúng không em ơi. Bộ chị dơ lên biết phải không em? Rồi hồng 2X. Hồng 2X. Hồng 2X thì khách 52 đến 57 kg. Rồi Lam Linh là đúng. Rồi đúng rồi, đi đơn cho em luôn. Rồi xanh hết rồi khách. Hồng 2X cho Nguyễn Thu. Nguyễn Thu hồng 2X. Đây bộ này nó nhức nhối. Lá 5X khách ơi, đẹp quá. 65 đến 70 kg nha. Đây kiểu quá đẹp luôn. Lá 5X. Tím đó là tím 2X bị dơ á, tím 2X. Tím dơ 2X á. 52 đến 57 kg. Bộ này lá 5X. 65 đến 70 kg. Lá 5X cho chị Loan Kim Hồ. Ai đẹp quá chị. Rồi mã này ghi cho tiếp. Vàng lỡ XL. Vàng này là vàng bơ. Hồi nãy tiếp mặt vàng tươi. Hồi này vàng bơ. Vàng lỡ. Lỡ là chính tóc nha. XL 40 đến 52 kg ghi cho tiếp. Vàng lỡ XL. Rồi 40 đến 52 kg. Màu này màu vàng bơ. Còn nãy mặt là vàng tươi. Rồi xanh bơ 2X. 52 đến 57 kg xanh bơ 2X. Rồi Lam Linh chị thấy rồi đó em. Đúng rồi Nguyễn Hồng Nhâm. Rồi xanh bơ 2X. 52 đến 57 kg xanh bơ 2X. Vàng 4X. 62 đến 65 kg vàng 4X. 62 đến 65 kg vàng 4X. 62 đến 65 kg vàng 4X. Tím XL
khách ơi, tím XL. Rồi 40 đến 52 kg tím XL. 40 đến 52 kg tím XL. Size XL 40 đến 52 kg tím XL. Rồi cam 2 52 đến 57 kg cam 2. 52 đến 57 kg cam 2 nãy giờ comment không kịp. Do mạng á, khách ơi, do mạng. Vàng 3X 57 đến 62 kg vàng 3X. Đây của tìm cho mình luôn khách. Vàng 3X 57 đến 62 kg. Rồi xanh đen đẹp quá. Xanh đen 3X 57 đến 60 kg. Xanh bơ 2X Phạm Thị Thuy. Xanh bơ tay. Xanh bơ là tay dài. Xanh bơ 2X. Vàng 3X cho anh Tú. Anh Tú có vàng 3X. Rồi xanh đen 3X này 60kg trở lại thôi khách, 62kg sợ không vừa nha. Rồi xanh đen 3X 57 đến 60kg. Xanh đen 3X. Rồi xanh đen 3X. Đào Nguyễn có xanh đen 3X. Đào Nguyễn xanh đen 3X. Da bò 6X 70 đến 75 kg size 6X. Da bò 6X. Rồi da bò 6X. Rồi da bò 6X 70 đến 75 kg. Rồi Coca quanh trúc đi đơn. Em ơi số điện thoại giống hay khác để mới biết đường kiếm hàng nha em. Mã này ghi cho tiếp tím XL 40 đến 52 kg tím XL. Rồi 40 đến 52 kg tím XL. 40 đến 52 kg tím XL. Rồi đỏ 2X 52 đến 57 kg đỏ 2X. Đến 57 kg đỏ 2X. Cam 6X 70 75 kg tím XL cho anh Tú. Anh Tú có tím XL. Cam 6X 70 đến 75 kg cam 6X. Phạm Thị Thuy gọi hai bộ đi đơn ok khách. Cam 6X 70 đến 75 kg. Em Coca ơi, bây giờ là em ghi như vậy chị không biết đường đi hàng đâu em. Không thì chị bỏ ra bên chị gọi chốt đơn đi hàng nha. Đó, tại vì bây giờ lộn xộn hai bên rồi cũng không biết đi bên Facebook Coca hay Facebook quanh chút nữa, không biết nữa. Bỏ cái giấy đi đơn của Coca đi, bên chị gọi nha. Gọi rồi em báo đi, cho nó chính xác. Tại bây giờ trên đây chị chỉ chốt trên hệ thống thôi, cho nên là không có chính xác là Facebook địa chỉ nào, số điện thoại nào nữa. Hơi khó vậy đó. Bởi vậy thường là chị không có gộp đơn với nhau là vậy, nó hơi khó. Gộp hay lộn xộn đó. Đỏ 2X Ngọc Kinh Trần. Rồi đỏ 4X 62 đến 65kg đỏ 4X. 62 đến 65 kg đỏ 4X. 62 đến 65 kg đỏ 4X. Rồi xanh đen 5X. 65 đến 70kg xanh đen 5X. 65 đến 70kg xanh đen 5X. 65 đến 70kg. Rồi đây bộ đẹp nè. Thi thi khách cũ hai bộ gửi luôn. Rồi ok khách. Lá 3X 57 đến 62 kg. Đỏ 4X cho Loan Nguyễn. Rồi đây. Loan Nguyễn đỏ 4X. Lá 3X
57 đến 62 kg. Lá bay. Hoa hồng có lá bay. Trời ơi quá đẹp. Xanh 6 ít, 70 đến 75 kg, xanh 6 ít. Rồi 70 đến 75 kg. 135.000 chị Thanh Hoàng. 135.000. Ship tận 30 Sài Gòn 20. Da XL 40 đến 52 kg đó, da XL. 40 đến 52 kg da XL. 40 đến 52 kg da XL. Rồi cam đất 2 ít. Cam đất 2 ít 52 đến 57 kg. Cam đất 2 ít. Rồi 52 đến 57 kg cam đất 2 ít. Rồi da 2 ít luôn, 52 đến 57 kg da 2 ít luôn. Rồi vàng 3 ít đi khách, 57 đến 62 kg. Da XL mai hoa. Mai hoa có da XL. Rồi vàng 3 ít. Vàng 3 ít. Ấy là 57 đến 62 kg vàng 3 ít. 57 đến 62 kg. Vàng 3 ít. Rồi chị Mặt Trời Đỏ có vàng 3 ít. Cam đất 2 ít cho Tiên Tiên. Coi giấy này nè, hai giá nó nha. Da 2 ít cho Nguyễn Thảo. Nguyễn Thảo da 2 ít. Rồi mã này ghi chữ xanh đen 2 ít. 52 đến 57 kg xanh đen 2 ít. 52 đến 57 kg chứ ơi, xanh đen 2 ít. 52 đến 57 kg. Rồi tím 2 ít luôn. 52 đến 57 kg tím 2 ít. Rồi xanh đen 2 ít và tím 2 ít. Rồi 52 đến 57 kg. Xanh đen 2 ít, tím 2 ít. Rồi hay đẹp quá mọi người. Da bò 3 ít. 57 đến 62 kg da bò 3 ít. Đẹp quá khách. 57 đến 62 kg da bò 3 ít. Đẹp quá. Diễm Trần có da bò 3 ít. Rồi đỏ đi khách ơi. Đỏ 2 ít. 52 đến 57 kg đỏ 2 ít. 52 đến 57 kg. Đỏ 2 ít. Đẹp quá khách ơi, đỏ 2 ít. Rồi da bò XL. 40 đến 52 kg da bò XL. 40 đến 52 kg da bò XL. 40 đến 52 kg da bò XL. Đây mọi người đẹp quá. 135.000. Rồi mã này ghi cho biết hồng 2 ít. 52 đến 57 kg hồng 2 ít. 52 đến 57 kg hồng 2 ít. Hồng lỡ XL 40 đến 52 cái lỡ là chín tóc nha chị. Hồng 2 ít cho Hương Lê. Đỏ 2 ít cho Bin Bin. Rồi Bin Bin có đỏ 2 ít. Hồng lỡ XL 40 đến 52 kg hồng lỡ XL. Hồng lỡ XL 40 đến 52 kg. Cam phan đổi địa chỉ. Đi đi hãy.
Giờ da bò XL Mai Hoa. Da bò XL. Da bò XL. Xanh đen XL 40-52kg. Xanh đen XL 40-52kg. Xanh đen XL 40-52kg ha. Xanh đen XL. Đây bộ này 5X 65-70kg. Xanh 5X 65-70kg. Xanh 5X. Xanh này xanh dương nha khách. Rồi xanh 5X. Size 5X. 65-70kg. Cam 5X luôn khách ơi. 65-70kg. Xanh đen XL. Bạch Ngọc Hân. Bin bin đi đơn ok khách. Xanh đen XL cam phan. Ủa đó chứ còn bộ. Xanh đen XL cam phan. Rồi đây cam phan có xanh đen XL. Cam 5X. Khánh Linh Dương. Khánh Linh Dương có cam 5X. 65-70kg. Cam 5X. Rồi da 2X hết rồi. Hết cam 5X rồi cả nhà ơi. Rồi ở nhà ghi cho tiếp da 2X. Đẹp quá cả nhà ơi. Màu da. Rồi 52-57kg da 2X. Rồi nè. Đẹp quá. Da 2X nha. Rồi 52-57kg. Lá XL 40-52kg. Chị Đào Quỳnh có da 2X. Rồi ok chị. Đó ghi cho tiếp là lá XL 40-52kg. Lá XL 40-52kg. Xanh đen hết rồi Nguyễn nha. Hết xanh đen rồi. Da tí cũng hết luôn nha. Rồi mã này xanh đậu XL 40-52kg. Rồi xanh đậu XL 40-52kg. Xanh đậu XL. Một mặt hết hàng rồi khách. Rồi lá XL cho Diễm My. Diễm My có lá XL. Xanh đậu XL 40-52kg. Bàn Thị Kim Loan có xanh đậu XL 40-52kg. Rồi tím 4X 62-65kg. Tím 4X. Đẹp quá khách. 62-65kg. Tím 4X. Rồi xanh dương 4X. Đây quá đẹp luôn. 62-65kg. Xanh dương 4X. Rồi 62-65kg. Rồi cam đất 3X. Cam đất 3X. 57-62kg. Cam đất 3X. 57-62kg. Xanh dương 4X. Chị Hồng Tuyết. Xanh dương 4X. Chị Hồng Tuyết. Đúng không chị ơi? Đúng không Hồng Tuyết ơi? Đúng ghi ok. Rồi mấy chị ghi sai vô nè. Mấy chị không ghi sai không có chốt được nha mấy chị ơi. Cam đất 3X cho anh Nguyễn. À chọc xin đôi về. Ê quên rồi chị phá để đâu ta? Nè đi vô Út ở trong đây nè, trong gói hàng kìa. Ủa chìa khóa sáng để đâu trời? Trong gói hàng đây nè, trong gói hàng. Xanh phối 4X. Xanh phối 4X. 62-65kg xanh phối 4X. Tím 4X.
Rồi xám 4x. Đó là cái chùm chìa khóa của mình đâu rồi ta? Xanh phối 4x Quỳnh Trúc. Xám 4x. 62 đến 65 kỷ xám 4x. Dạ ok chị mặt trời đỏ. Tím XL 40 đến 52 kg tím XL. Xám 4x cho đẹp vỏ. Rồi ok khách. Rồi tím XL 40 đến 52 kg tím XL. Đen 3x nè, 57 đến 62 kg đen 3x. Tím XL cho Hiếu Phúc. Hiếu Phúc tím XL đen 3x. 7x 57 đến 62 kg. Trần đen 3x rồi ok chị. Rồi đẹp vỏ đi đơn địa chỉ cũ ok khách. Rồi vàng 3x khách ơi, 57 đến 62 kg vàng 3x. 57 đến 62 kg vàng 3x. Đen em chốt rồi khách. Ồ bộ đẹp quá khách. Bộ này hồi sáng trước mặt màu đen đó khách. Bộ này đẹp quá nè. Chốt đi đỏ 3x nha, bộ này sáng chốt màu đầm màu đen ấy, mặt màu đen đỏ 3x nha, 57 đến 62 kg đẹp quá, đỏ 3x hết rồi, 57 đến 62 kg đỏ 3x. Rồi lá 3x đỏ 3x chị Diễm Trần, vàng 3x cho Nguyễn Thảo, đỏ 3x vàng 3x. Xanh lá 3x đi khách. Quá đẹp luôn. 57 đến 62 kg. Rồi xanh lá 3x. Quá đẹp luôn mấy chị chốt đi. Xanh lá 3x. Rồi Thu Vinh xanh lá 3x. Rồi xanh đen XL. Hai mặt cái này ngay cái eo của mình nó sẽ thẳng ra. Xanh đen XL 40 đến 52 kg. Xanh đen XL 40 đến 52 kg. Xanh đen XL. Xanh riêu 5x mấy chị ơi đẹp quá. Xanh riêu 5x nha, 65 đến 70 kg. Xanh riêu 5x. 65 đến 70 kg. Vàng 3x. 57 đến 62 kg vàng 3x. 57 đến 62 kg vàng 3x. Rồi cam 3x luôn, 57 đến 62 kg. Cam 3x, riêu 5x chị Loan Kim Hồ. Rồi ok chị. Màu riêu ít có lắm luôn, có vài bộ mấy chị. Cam 3x, 57 đến 62 kg. Rồi bộ tím cũng nhức nhối luôn nha. Cái này 60 kg trở lại thôi mấy chị, hơi nhỏ. Tím 3x. Tím 3x, 57 đến 60 kg. Rồi tím 3x. Xanh riêu tiếp chốt rồi khách. Hồng XL 40 đến 52 kg, hồng XL. Tím 3x cho Đào Nguyễn. Đào Nguyễn có tím 3x. Hồng XL 40 đến 52 kg. Hồng XL 40 đến 52 kg. Anh Thư Trần Thị hồng XL. Rồi mã này ghi một tí. Cam XL
XL. Hồng XL tiếp hết, cam XL. Rồi 40 đến 52 kg. Cam XL. 40 đến 52 kg. Rồi hồng tiếp chốt rồi, cái này cam hết rồi. Cam XL 40 đến 52 kg, cam XL. Rồi xám XL. Nguyễn Thái cam XL phải không khách? Nguyễn Thái cam XL. Xám XL 40 đến 52 kg. Xám này bị dính dơ nha. Đây, đốm đốm vậy bỏ ra nè. Đỏ 5x 65 đến 70 kg, đỏ 5x 65 đến 70 kg. Đỏ 5x hết rồi. 65 đến 70 kg, đỏ 5x 65 đến 70 kg. Đây, đẹp quá. Cam 3x 57 đến 60 kg, cam 3x 57 đến 60 kg, cam 3x. Cam 3x thì chị Đặng Út. Rồi chị Đặng Út có cam 3x. Rồi Thu Vinh. Rồi tiếp nhận được 415.000. Để tiếp coi địa chỉ 154 xe 20 Tân Bình rồi. Ok Thu Vinh. Ok Bích Văn Đoàn. Ok khách nha, tiền cọc vẫn để đó nha. Khi nào quên tiếp chốt đơn thì trừ tiền cho mình. Rồi mã này ghi dần tiếp. Xanh Ngọc XL 40 đến 52 kg. Xanh Ngọc XL 40 đến 52 kg. Xanh Ngọc XL 5 ngày không chốt là không có đồ chị ơi. Phượng Lê ơi. Xanh Ngọc XL Hội Mai Quốc. Xanh Ngọc XL Hội Mai Quốc. Xanh Ngọc XL. Rồi ok em Anh Thư Trần Thị. Mã này tím 2x. Còn giao hàng nữa. Em trả em chạy luôn đi. Tím 2x hết rồi. Năm 2 đến 57 kg tím 2. Thảo Nguyên Lai này chưa có bộ nào hết nha em ơi. Da bò 4x 62 đến 65 kg. Da bò 4x. Tím 2x cho Thảo Nguyên. Này Thảo Nguyên có tím 2x. Da bò 4x. Sáu mươi hai đến 65 kg hết. Size 4x. Da bò 4x. Rồi đỏ 4x. Đầu lỗi chú ơi, đợi xíu. Này này, đây nè, gom lên luôn. Ừ. Rồi đỏ 4x. Đỏ 4x nha khách. 62 đến 65 kg. Đỏ 4x. 62 đến 65 kg đỏ 4x. Rồi tím 2x cộng bộ. Chốt cho Ngô Bảo Quyên tím 2x. Đây Ngô Bảo Quyên có tím 2x. Đỏ 4x Quỳnh Trúc. Da bò 4x Mai Vàng. Mai Vàng da bò 4x. Xanh Dương 3x hết rồi. 57 đến 62 kg xanh Dương 3x. 57 đến 62 kg xanh Dương 3x. Quá đẹp luôn nha. Rồi chốt mình tiếp xanh Dương 3x. Rồi đây bộ lá quá đẹp luôn.
lá 5 ít thì khác 65 đến 70 cái lá 5 ít. Rồi gửi luôn cho chị Nga Trần. Ok chị. Xanh dương 3 ít cho anh Trần. Anh Trần có xanh dương 3 ít. Rồi mã này là lá 5 ít. Rồi lá 5 ít. 65 đến 70 kg. Lá 5 ít. Ồ, bộ này giống trước mặt thời sáng phối mango nè khách. Mình ghi cho tí là cam 2 ít nha, 52 đến 57 kg, đẹp quá khách ơi. Cam 2 ít. Cam 2 đến 57 kg. Cam 2 ít. Chị Đào Quỳnh có cam 2 ít. Quá đẹp. Rồi cam 4 ít. 62 đến 65 kg. Coi cái cổ đẹp chưa. Cổ tìm. Cam 4 ít. 62 đến 65 kg. Cái này thiêu logo. Cam 4 ít nha. Rồi 62 đến 65 kg. Rồi bộ đen size to. Ôi đẹp quá. Cái đồ đen 4 ít. 62 đến 65 tí, đẹp quá khách. Chốt tiền bộ này đi khách. Rồi đen 4 ít, đẹp quá. 62 đến 65 tí, quá đẹp. Ghi đơn cho chị Đào Quỳnh. Chị Đào Quỳnh, Cần Thơ, ok chị. Cam 4 ít Nguyễn Thái, phải không khách? 4 ít nha. Thấy ghi 4L. 4 ít á. Cam 4 ít nha. Mà này ghi cho tí là cam chữ 4 ít. Cho khác nè. Cam chữ 4 ít. Rồi 62 đến 65 kg. Dạ cảm ơn chị Đào Quỳnh. Cam chữ 4 ít. Chữ nè. 62 đến 65 kg. Cái cổ là hai màu nè khách. Cam chữ 4 ít. Rồi da bò 4 ít hết thôi. 62 đến 65 kg da bò 4 ít. Đen 4 ít mai vàng. Ồ bộ này quá đẹp. Da bò 4 ít. Trời cảm ơn nè My, cảm ơn em. Da bò 4 ít. Rồi 62 đến 65 kg nha khách ơi. Da bò 4 ít. Cam chữ 4 ít. Rồi cam 3 ít, cam này cam nhạt hơn. Cam 3 ít. 57 đến 62 kg. Rồi đây cam 3 ít. Đẹp quá khách thiêu chữ. Da bò 4 ít Nguyễn Thái. Da bò 4 ít. Cam chữ 3 ít nè khách, đẹp quá. 57 đến 62 kg. Cam 3 ít. 57 đến 62 kg. Rồi xanh đen 2 ít, 52 đến 57 tí, xanh đen 2 ít. Xanh đen 2 ít hết rồi. Xanh đen 2 ít. 52 đến 57 kg, cam 3 ít cho Trần Tâm. Rồi Trần Tâm có cam 3 ít. Xanh đen 2 ít, 52 đến 57 kg. Cam chữ 4 ít cho Nguyễn Thái. Nguyễn Thái cam chữ 4 ít. Thanh Thúy có xanh đen 2 ít. Ai đẹp quá khách. Màu xanh dương. Lâu lâu mới có màu xanh dương. Phun cô Đông Mạnh mà có xanh dương là hiếm lắm luôn á. Xanh dương XL 40 đến 52 kg, xanh dương XL 40 đến 52 kg khách, xanh dương XL, xanh dương XL 40 đến 52 kg. Rồi đẹp quá. Đen XL 40 đến 52 kg, cổ tim cho mình luôn. Đen XL. Rồi Hiếu Phúc có xanh dương XL. Rồi đen XL khách ơi.
40 đến 52 kg màu đen đẹp quá. Đen XL 40 đến 52 kg. Đoàn thì kim loan đen XL quá đẹp. Cam 3 x 57 đến 62 kg cam 3 x. Cam 3 x 57 đến 62 kg cam 3 x. Vàng 4 x 62 đến 65 kg vàng 4 x. 62 đến 65 kg khách vàng 4 x. Hai màu da đẹp nè khách. Da 2 x nè. Trời đẹp quá. Cam 3 x cho Nguyễn Thái. Nguyễn Thái có cam 3 x. Rồi da 2 x đẹp tuyệt vời luôn. Rồi 52 đến 57 kg da 2 x. Cái màu da với màu xanh dương là mấy cái màu hiếm không á. Tại thường cô Tông Mệnh ít có. Da 2 x cho Ly Nguyễn. Rồi cam XL 40 đến 52 kg cam XL. Rồi 40 đến 52 kg cam XL. Xuất sắc luôn á, cam XL. Rồi vàng XL luôn khách, 40 đến 52 kg vàng XL. Rồi da 2 x tiết hết. Cam XL cho Nguyễn Thái. Cam XL. Rồi đây vàng cũng đẹp. Vàng XL 40 đến 52 kg. Vàng XL. Đó 5 x 65 đến 70 kg. Nguyễn Thái có vàng XL. Hết rồi 8 bộ rồi. Bây giờ mình đặt thêm thì mình cọc. Mình tiếc mới chốt thêm được nha. Mã này ghi cho tiếp đỏ 5 x 65 đến 70 kg. Đỏ 5 x. Siêu nè khách. 65 đến 70 kg. Đỏ 5 x. Rồi mấy bộ đẹp xong nè khách. Da XL 40 đến 52 kg. Da XL. Xuất sắc luôn, tay dài cho mình luôn. Chốt cho tiếp là da XL. Quá đẹp luôn. 40 đến 52 kg. Rồi da 3 x 57 đến 60 kg. Cái này nó hơi nhỏ nha, 62 kg sợ ôm. Rồi mã này là da 3 x 57 đến 62 kg. 60 kg 57 đến 60 kg. Da 3 x. Quá đẹp. Rồi riêu 6 x da XL chị Đinh Tân. Da XL. Da 3 x chị Nguyễn Trần. Nguyễn Trần da 3 x. Riêu 6 x mấy chị ơi, 6 x 70 đến 75 kg riêu 6 x. Riêu 6 x nha, 70 đến 75 kg. 6 x lớn nhất mấy chị. 70 đến 75 kg riêu 6 x. Rồi xanh XL 40 đến 52 kg xanh XL. 40 đến 52 kg đẹp quá mọi người ơi. Xanh XL 40 đến 52 kg. Rồi chị Đinh Tân khách cũ đi đơn. Đây bộ đẹp nè. Đỏ 2 x. Xanh XL Anh Thư Trần Thị. Rồi riêu 6 x Trúc Ly. Trúc Ly có riêu 6 x. Đây giờ cái bộ xanh mới đẹp nè. Bộ đỏ nữa nè. Mấy bộ đẹp đẹp nè. Rồi đỏ 5 x 65-70 kg đỏ 5 x. Thiếu thuốc hai bộ gửi luôn ok em. Rồi đỏ 5 x khách ơi. Đỏ 5 x khách nha, 65 đến 70 kg. Đỏ 5 x. Rồi đang cầm. Đỏ 2 x.
52 đến 57 ký đỏ 2 x. 52 đến 57 ký đỏ 2 x. Đây cái bộ xanh ngọc này đẹp, Nguyễn Thanh Thúy nó đỏ 2 x. Mẫu này là hồi sáng mặc màu đen đó khách, mặc lên form quá đẹp luôn á. Xanh ngọc 6 x nè. Đó là vải nè, vải kim tuyến như thế này nha. Xanh ngọc 6 x 70 đến 75 ký. Đỏ 5 x cho Trúc Ly. Xanh ngọc 6 x 70 đến 75 ký, xanh ngọc 6 x. Đó đẹp lắm luôn. Thiêu cho mình. Trời ơi, xanh ngọc 6 x này bỏ ra nha các, tại vì ở dưới đây nó dơ quá. Bỏ ra nha. Rồi cam 2 x 52 đến 56 ký, tại vì cái áo này nó hơi nhỏ. Cam 2 x 52 đến 56 ký. Cam 2 x. Rồi của chị Diễm Trần 5 bộ gửi luôn. Dạ ok chị. Rồi bộ này mới đẹp. Lá XL. Mẫu này phối măng gô 40 đến 52 ký lá XL. Lá XL tức là 40 đến 52 ký. Quá đẹp luôn. Chốt liền bộ này. Màu lá ít có. Ít có màu lá, lá XL 40 đến 52 ký. Anh Thư Trần Thị có lá XL, rồi ok. Cam 2 x cho Thủy Phương, rồi ok Thủy Phương cam 2 x. Rồi da bò 4 x 62 đến 65 ký. À con. Da bò 4 x 62 đến 65 ký. Đây, đẹp quá khách. Rồi cam với vàng tiếp hết rồi nha. Bộ này mình ghi chữ da bò 4 x 62 đến 65 ký da bò 4 x. Rồi có bộ da XL nè. Da XL 40 đến 52 ký tay lưới. Da XL 40 đến 52 ký. Rồi. Quá đẹp luôn tay lưới. Da XL 40 đến 52 ký. Rồi vàng XL tay lưới cho mình luôn. Mà sang lắm. Đây cho xem được mẫu mà. Vàng XL 40 đến 52 ký. Da bò 4 x cho chân thấm. Rồi ok khách. Da bò 4 x. Vàng này tí có 2 x nữa nha. Vàng XL 40 đến 52 kg và vàng 2 x 52 đến 57 kg. Rồi hai size nha. Rồi mã này ghi cho tí tím 3 x. Tím 3 x 57 đến 62 kg tím 3 x. 57 đến 62 ký tím bay. Rồi hồng XL 40 đến 52 ký hồng XL. Rồi 40 đến 52 ký hồng XL. Nguyên cây đủ màu luôn. Rồi đỏ 2 x hết ơi. 52 đến 57 ký đỏ 2 x. 52 đến 57 ký đỏ 2 x. Đây, đẹp quá. Đỏ 2 x 52 đến 57 ký. Đen 5 x 65 đến 70 ký, đen 5 x. Đen 5 x. Rồi 65 đến 70 ký đen 5 x. Xám 2 x. Rồi 52 đến 57 ký xám 2 x. 52 đến 57 ký xám 2 x.
Rồi đỏ 5 ít, 65 đến 70 kg đỏ 5 ít. Đỏ 2 ít cho Phan Linh. Rồi Phan Linh đỏ 2 ít. 8 2 ít Uyên Thư. Uyên Thư 8 2 ít. Rồi là đỏ 5 ít. Đẹp quá mấy chị. Đỏ 5 ít nha. Rồi size 5 ít, 65 đến 70 kg. Đỏ 5 ít. Xanh 2, xanh 3 ít hết rồi. Rồi không có ruby tú nè. Xanh 3 ít. 57 đến 62 kg. Rồi mã là xanh 3 ít, 57 đến 62 kg. Đẹp nè các. Xanh 3 ít, 57 đến 62 kg. Rồi đổ hộp một bộ đi đơn. Rồi đây vàng. Vàng 3 ít nè khách, 57 đến 62 kg vàng 3 ít. 57 đến 62 kg vàng 3 ít. Trời ơi đẹp quá. Da 2 ít. Rồi 52 đến 57 kg da 2 ít. Xanh 3 ít Nguyễn Thị Đào. Rồi ok khách, xanh 3 ít. Còn đây là da 2 ít nè khách. Quá đẹp. 52 đến 57 kg da 2 ít. 52 đến 57 kg da 2 ít. Rồi đỏ XL 40 đến 52 kg. Đỏ XL 40 đến 52 kg đỏ XL. 40 đến 52 kg. Rồi xanh đen XL. 40 đến 52 kg. Da hay cho Kim Nguyễn. Kim Nguyễn da hay. Rồi xanh đen XL khách ơi. Xanh đen XL. Rồi cảm ơn chị Đẹp Nguyễn. Xanh đen XL 40 đến 52 kg, xanh đen XL, bộ này quần lão nha khách. Tím lỡ XL 40 đến 52 kg, tím lỡ XL. Lỡ là chính tấc nha khách. Lỡ là chính tấc. Tím lỡ XL 40 đến 52 kg. Rồi hồng XL 40 đến 52 kg. Hội may quốc có tím lỡ XL. Rồi hồng XL. Bốn mươi đến 52 kg hồng XL. Cam 5X 65 đến 70 kg cam 5X. Sáu mươi lăm đến bảy kg cam 5X. Còn đây là cam lưới 5X. Cam lưới 5X 65 đến 70 kg cam lưới 5X. Rồi 65 đến 70 kg cam lưới 5X. XL rất là đẹp quá nè. 40 đến 52 kg đỏ XL. Rồi 40 đến 52 kg đỏ XL. 40 đến 52 kg đỏ XL. Cam 5X Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc có cam 5X. Vàng XL 40 đến 52 kg. Vàng XL 40 đến 52 kg. Rồi Đoàn Thị Kim Loan hai bộ đi đơn. Hồng 5X 65 đến 70 kg hồng 5X. 65 đến 70 kg hồng 5X.
65 đến 70 kg. Ai bộ xám. Đẹp quá ha. Xám 5 ít. 65 đến 70 kg. Ai xám 5 ít. 65 đến 70 kg. Xanh XL 40 đến 52 kg xanh XL. Ai đẹp quá hết. Phối mango nha, xanh XL 40 đến 52 kg xanh XL. L 40 đến 52 kg da XL. Da XL 40 đến 52 kg. Đẹp nha, bộ này đẹp. Rồi chấm bài luôn đi khách ơi, 10 phút nữa nghỉ rồi khách. Chấm bài chốt đơn đi mấy chị. 10 phút nữa tiếp nghỉ rồi mấy chị ơi. Thứ hàng một bộ em ơi. Mã này là đỏ 4 ít. 62 đến 65 kg đỏ 4 ít. Rồi 10 phút nữa tiết nghỉ nha, mọi người gán chốt giùm tiết ha. Đỏ 4 ít, 62 đến 65 kg. Rồi mã này ghi tiết xám XL 40 đến 52 kg, xám XL. 40 đến 52 kg, xám XL. 40 đến 52 kg. Xám 5 ít cho hạnh tròn. Rồi hạnh tròn có xám 5 ít. Vàng 3 ít. Rồi 57 đến 62 kg. Cam XL không có cam XL. Bộ mặt hết. Vàng 3 ít. Vàng 3 ít 57 đến 62 kg. Vàng 3 ít 135.000 anh Hào Ngô. 135.000. Rồi da bò 2 ít. Da bò 2 ít 52 đến 57 kg. 8 XL 40 đến 52 kg. Da bò 2 ít. Phối 2 ít. 52 đến 57 kg phối 2 ít. Da bò 2 ít cho Trang Kim. Rồi ok khách, da bò 2 ít. Vàng 3 ít cho Minh Thuận. Hai bộ vàng đẹp quá. Rồi da bò phối 2 ít khách. Phối 2 ít. 52 đến 57 kg phối 2 ít. Đẹp quá nha. Món này mẫu mới á. Phối 2 ít. Rồi đỏ 2 ít nè khách. Viên thư có phối 2 ít. Đỏ 2 ít là đẹp quá. Ủa sao kỳ vậy? Hai cái sao? Ờ em cột vô đi, em cột dính quăng ra. Ủa đi. Ờ kì. Rồi viên thư cắt cũ hai bộ đi đơn. Rồi hồng XL 40 đến 52 kg hồng XL. Rồi chốt đơn cho tiết hồng XL 40 đến 52 kg phối chốt rồi khách. Phối chốt rồi. Rồi quá đẹp luôn, xanh 3 ít. 57 đến 62 kg xanh 3 ít. Xanh 3 ít, hồng XL cho Đoàn Trần. Rồi ok Đoàn Trần, hồng XL. Rồi xanh 3 ít. Quá đẹp chưa hết. 57 đến 62 kg xanh 3 ít. Đào Nguyễn có xanh 3 ít. Rồi vàng 3 ít phối mango nè khách. 57 đến 62 kg vàng 3 ít.
Rồi vàng bay 57 đến 62 kg vàng bay. 57 đến 62 kg vàng bay. Hồng tuyết vàng bay. Chị Hồng tuyết có vàng bay. 135.000 vỏ dừa, 135.000. Da bò 4 yếp. 62 đến 65 kg da bò 4 yếp. 62 đến 65 kg da bò 4 yếp. Rồi đẹp quá. Hồng 4 yếp. Rồi 62 đến 65 kg hồng 4 yếp. Nguyễn Thanh Thúy một bộ. Hồng 4 yếp 62 đến 65 kg. Rồi cam 4 yếp cổ này, khách cổ 2 màu, 62 đến 65 kg. Cam 4 yếp. Đỏ 2 yếp hết rồi khách, bị lỗi rồi. Nâu 4 yếp, 62 đến 65 kg. Da bò 4 yếp, rồi chân thấm. Hồng 4 yếp cho Lon Nguyễn. Cam 4 yếp. Còn màu nâu, trời đẹp quá, nâu có một bộ mà quá sang luôn. Nâu 4 yếp. Rồi 62 đến 65 kg. Nâu 4 yếp. Quá đẹp luôn, 62 đến 65 kg. Màu nâu mấy chị ơi, xuất sắc nha. Sáng tới giờ có một bộ duy nhất màu nâu. Xám 4 yếp. Rồi 62 đến 65 kg, xám 4 yếp. Rồi xám 4 yếp. 62 đến 65 kg xám 4 yếp. Màu 4 yếp là màu gì? Kim sơn bùi. Màu gì chị ơi? Cam đất 4 yếp. Rồi 62 đến 65 kg cam đất 4 yếp. Xám 4 yếp cho Lon Nguyễn. Vàng XL 40 đến 52 kg vàng XL. Vàng XL 40 đến 52 kg vàng XL. Rồi bộ này ghi cho tiếp cam chữ 4 yếp. Cam chữ 4 yếp nha. Rồi 62 đến 65 kg. Cam chữ 4 yếp. 62 đến 65 kg. Cam chữ 4 yếp. 62 đến 65 kg. Chốt rồi em ơi, nghỉ đi, chốt từ sáng rồi em. Nâu 4 yếp, kim sơn bùi. Nâu 4 yếp. Rồi cam 2 yếp. Cam 2 yếp. Rồi 52 đến 57 kg cam 2 yếp. 52 đến 57 kg cam 2 yếp. Thanh Thúy có cam 2 yếp. Rồi ok, Nguyễn Thanh Thúy cam 2 yếp. Rồi mã này xanh 4 yếp, xanh dương. 62 đến 65 kg xanh 4 yếp. Xanh 4 yếp, 62 đến 65 kg xanh 4 yếp. Rồi da bò XL. Rồi Nguyễn Thanh Thúy hai bộ gửi luôn. Ok em nha. Da bò XL 40 đến 52 kg. Da bò XL 40 đến 52 kg. Da bò XL 40 đến 52 kg. Rồi vô bịch nha.
rồi, bộ này đẹp quá khách. Cam phối 2 52 đến 57 kg cam phối 2 52 đến 57 kg, quá đẹp luôn nè khách. Da bò XL đoàn trần. Rồi, quá đẹp luôn nha. Siêu. Rồi, bộ này cũng quá xuất sắc. Cam phối 2 52 đến 57 kg. Quá xuất sắc luôn. Rồi đỏ 5X 65 đến 70 kg. Cam phối 2X cho My Nguyễn. Rồi đỏ 5X quá đẹp luôn. 65 đến 70 kg đỏ 5X. Rồi xanh 3X này khách. 57 đến 62 kg xanh 3X. 57 đến 62 kg xanh 3X. Đây bộ đẹp. Vàng 2X 52 đến 57 kg vàng 2X. Rồi 52 đến 57 kg vàng 2X. Tím 2X luôn. 52 đến 57 kg tím 2X. Rồi 52 đến 57 kg tím 2X. Anh Trần vàng 2X. Rồi xanh 2X nè khách. Tím 2X cho My Nguyễn. My Nguyễn có tím 2X. Rồi đẹp quá. Xanh 2X. Rồi 52 đến 57 kg xanh 2X. Xuất sắc chưa? Phối măng gô xanh 2X. Rồi tím 3X. Này quá đẹp luôn. 57 đến 62 kg tím 3X. Tím 3X. 57 đến 62 kg tím 3X. Xanh 2 cho Quân Thu. Quân Thu xanh 2 tím 7 Ruby Tú tím 7 vàng 2 Minh Thuận. Minh Thuận có vàng 2 cho Minh Thuận ơi. Có vàng 2 nha. Vàng 5X 65 đến 70 kg vàng 5X. 65 đến 70 kg vàng 5X. Trời ơi, xanh dương 5X không cách rồi. 65 đến 70 kg 135 ngàn mấy chị. Xanh dương 5X. Đẹp quá trời đẹp luôn. 65 đến 70 kg xanh dương 5X. 65 đến 70 kg. Vàng 5X Khánh Linh Dương. Rồi ok khách, vàng 5X. Da bò 5X này khách. 65 đến 70 kg. Da bò 5X. 65 đến 70 kg. Quá đẹp luôn. 65 đến 70 kg. Hồng 2X 52 đến 57 kg hồng 2X. Này, bộ này đẹp lắm. Hồng 2X 52 đến 57 kg. Rồi chị Khánh Linh Dương hai bộ gửi luôn. Dạ ok nha chị. Hồng 2X. Rồi 52 đến 57 kg xanh 5X chị Loan Kim Hồ. Xanh 5X chị Loan Kim Hồ. Rồi cam 2X. 52 đến 57 kg cam 2X.
Rồi cam 2 ít luôn, 52 đến 57 kg cam 2 ít. Rồi chốt liền bộ đen 2 ít, đẹp quá các ơi. Hồng 2 ít cho Kim Nguyễn. Kim Nguyễn có hồng 2 ít. Ai hồng 2 ít. Rồi trên người tiếp là đen 2 ít. Ai đẹp quá. 52 đến 57 tí phối mango nha. Rồi đen 2 ít. Rồi cam 4 ít. 62 đến 65 kg cam 4 ít. Cam 2 ít Ngô Bảo Quyên. Đen 2 ít Thanh Thúy. Quá đẹp luôn. Gọi là cam 4 ít. Rồi 62 đến 65 kg Ruby Tú cam 4 ít. Da bò 3 ít. 57 đến 62 kg da bò 3 ít. 57 đến 62 kg da bò 3 ít. 57 đến 62 kg vàng XL 40 đến 52 kg vàng XL. 40 đến 52 kg vàng XL. Rồi lá XL 40 đến 52 kg lá XL. Lá XL 40 đến 52 kg. 8XL. Rồi 40 đến 52 kg 8XL lá XL. Đen 3X quá đẹp luôn. Vàng XL chị đổ hộp. Rồi vàng XL. Rồi trên người tiếp là đen 3 ít. 57 đến 62 kg đen 3 ít. Rồi chị Hồng Tuyết có đen 3 ít. Loan Nguyễn đi đơn. Ok hết. Em nghĩ mọi người ơi, khách cũ ai đi đơn báo giùm em nha. Mai em like nữa. Rồi giờ em nghĩ nha mọi người, khách cũ có địa chỉ rồi ai đi đơn báo em gửi luôn, còn không thì ngày mai bên em sẽ gọi nha, nhớ nghe điện thoại giùm em ha. Rồi Đoàn Trần khách cũ gửi luôn. Ok khách ha. Khách cũ là bên Tiết có lưu thông tin rồi, mình cứ kêu Tiết gửi hàng Tiết gửi luôn. Rồi ok Ruby Tú ok em nha. Còn lại khách mới ngày mai bên Tiết sẽ gọi, mình nhớ để ý điện thoại để nghe nghe chút đơn nha mọi người. Anh Thư Trần Thị đi đơn cho em rồi ok em. Một bộ đi đơn chị Thí Liễu Nguyễn Thị. Da bò 3 ít cho Nhi Nguyễn. Rồi Thanh Thúy đi đơn ok khách. Da bò 3 ít. Gửi hàng cho Mai Vàng rồi ok khách. Rồi tiếp tắt like nha mọi người. Tạm biệt mọi người. Rồi ok Tuyền Thái khi nào có đơn rồi bên Tiết sẽ trừ lại cho mình nha. Tiền của mình vẫn ở đó không có mất đi đâu hết. Cứ khi nào có đơn Tiết trừ tiền lại nha.